luôn đi chặt cây cơ nguội và đổ cái tiết của con chó lên trên. Thế nên là đến ngày hôm sau là cái cây cơ nguội đấy không sống được nữa mà chết hẳn. Và theo truyền thuyết kể lại thì như vậy thì người dân tộc Thao lúc đầu là người ta có gần 800 người, nhưng mà sau khi những trận bệnh dịch này hay là những cái trận động đất thì người dân tộc Thao chết dần chết mòn, và như hiện nay cái số dân tộc của họ bây giờ chỉ còn có 283 người. Thế là người dân tộc Thao hiện nay là một dân tộc thiểu số ít người nhất của Đài Loan. Và người Đài Loan thì thường nói rằng là dân tộc Thao có cái số dân còn ít hơn là số dân của động vật quý của Đài Loan. Và thế nên như hiện nay là trong cuộc sống của người dân tộc Thao là vẫn gần được ưu ái nhất, bởi vì là chính phủ rất là lo bởi vì cái vấn đề về mai một dân số.